chị Châu ăn Tết bên Mỹ luôn. Nhận lời của Tết thôi, mình không giúp nhiều đúng không em? Đúng rồi. Là lì xì, mình đã lì xì trước luôn rồi. Ok. Chị có thể là Tết này mình không gặp được nhau, cho nên thôi, lúc đó tận hưởng cái lần đầu tiên ăn Tết ở bên nước ngoài ha. Rồi tính gì tính. Để. Đấy chứ. Các bạn ơi, hãy ủng hộ cho chị Ngọc Châu tại buổi thi đấu hôm nay. Tất cả sự yêu thương và ủng hộ của tất cả các bạn cũng như quý vị đó chính là động lực và sức mạnh để giúp cho chị Châu có thể tỏa sáng và thành công trên hành trình này. Rất là mong tất cả mọi người sẽ luôn yêu thương và ủng hộ chị Ngọc Châu. Mấy bạn ủng hộ cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng như Hoa hậu của thế giới. Ê mọi người, ê Châu chứ kìa. Ê nói gì bây giờ vậy? Trời ơi lùn quá. Ok, hôm nay là ngày rất là đặc biệt với Châu và mọi người đang ở đây ủng hộ Châu và Nhi cũng luôn chúc Châu tự tin tỏa sáng và chính là bản thân mình nhé. Enjoy your role. Love you. Và ngày hôm nay chị Châu sẽ xuất phát từ Việt Nam đến với New Orleans để tham dự Miss Universe 2021. Chị hy vọng rằng chị Châu sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật máu lửa và tỏa sáng trên đấu trường Miss Universe quốc tế lần này và mang điều này cho Việt Nam. Chị Châu phải ở đây Mỹ một năm. Hy vọng là chị Châu sẽ vẫn giữ vững được cái tinh thần đó, giữ vững được tất cả những điều mà chị có và chiến thắng trong lòng tất cả mọi người và hãy enjoy hết sức có thể và thật tốt sức khỏe của mình nha. Châu ơi, lần này đi cũng như những lần trước, hãy mang vương miện về, nhớ chưa? Hãy mạnh mẽ lên, tự tin tỏa sáng nhất có thể nha. Cố lên! Mày yêu, mày yêu, mày yêu!